dưới bề dày phát sóng 20 năm, đường lên đỉnh Olympia, cuộc thi kiến thức trên truyền hình dành cho học sinh trung học phổ thông do Đài Truyền hình Việt Nam phát sóng luôn thú vị đông đảo sự nhiệt tình của công chúng. Chứng kiến những phần thi kịch tính từ các thí sinh chất lượng từ các trường trung học phổ thông trên cả nước, Olympia luôn được coi món ăn tinh thần không thể thiếu vào mỗi chiều chủ nhật hàng tuần. Lượng fan của chương trình rất đáng nể, độ tuổi của người xem phải nói là trải dài các thế hệ gia đình. Theo Gen Việt Nam, thế hệ đây, anh Nguyễn Minh Anh sinh năm 1986, sinh sống ở thành phố Hồ Chí Minh, một fan cứng đã bóp mẻ chương trình ra lại câu hỏi đã ra 5 năm trước. Đường lên đỉnh Olympia năm thứ 20 ra lại câu hỏi đã ra 5 năm trước. Cụ thể, ở cuộc thi tháng 1, quý kỳ năm thứ 20 vừa lên sóng chiều 13 tháng 10, câu hỏi loại nhạc nào kém cỏi được sử dụng làm nhạc đệm trong nghệ thuật dân ca dí, dặm nghệ tỉnh, từng sinh ra tại cuộc thi quý kỳ của Olympia năm thứ 15 với nội dung tương tự. Không chỉ thế, nhiều hơn một lần các kiến thức cũ đã từng phát sóng được đưa ra để làm khó thí sinh. Như câu năm 1920, công nhân Sài Gòn Chợ Lớn đã thành lập công hội bí mật, do ai đứng đầu. Ở phần thi khởi động năm thứ 19 từng sinh ra trong Olympia năm 2013 hay bộ phim hoạt hình đầu tiên của Việt Nam có tên là gì? Đáp án đáng đời thằng cáo cũng được lặp lại. Theo anh Minh tiết lộ, cứ khoảng 3 hay 6 năm chương trình lại ra một câu về kiến thức cũ. Nhiều thí sinh cũng có thể luyện tập bằng cách trả lời câu hỏi các năm trước. Tuy nhiên, tin tức và sự kiện đổi mới từng ngày. Chỉ có những kiến thức thuộc về lịch sử hay bất di bất dịch sẽ như cũ, anh chàng chia sẻ. Như vậy, ngoài trừ các kiến thức về thuộc về các lĩnh vực khoa học tự nhiên, các tin nóng làng mạc hội ra thì hầu hết các câu kiến thức thuộc về các bộ môn như lịch sử hay khoa học xã hội sẽ không có quá nhiều sự đổi mới. Trước vấn đề này, nhiều dân mạng chia sẻ, xác suất ra câu hỏi tuần lặp của chương trình rất ít, cho nên cũng không thể gọi đây là bí mật cách ra đề thi của chương trình được, hay chuyện ra trùng lặp một câu hỏi cũng rất là bình kém cỏi, cho dù các thí sinh có xem hết 19 năm trước thì cũng không có bộ óc nào có thể nhớ nổi câu hỏi nào đã ra hay là chưa, bái phục trước khả năng soi của anh chàng này, cũng là fan cứng của chương trình nhưng mình không thể nhớ hết các câu hỏi đã ra đâu.